Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh, bản tin thời sự buổi trưa. Như Thảo Mạnh Tiến xin kính chào quý tín giả đang đến với bản tin thời sự buổi trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Chương trình được phát trực tiếp vào lúc 11 giờ 30 phút đến 11 giờ 45 phút trên sóng FM tần số 103.1 MHz và được phát trực tuyến trên website của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh tại địa chỉ tayninhtv.vn. Bản tin thời sự trưa nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thực hiện tái chất vấn đối với nội dung kế hoạch phát triển trang đuôi. Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chất vấn về công tác bảo tồn phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa. Thông tin thành phố Hồ Chí Minh có ca mắc bệnh bạch hầu là tin đồn thất thiệt. Cơ quan năng lượng quốc tế hạ dự báo nhu cầu dầu mỏ của năm 2024 và 2025. Apple mở hệ thống thanh toán di động chạm cho các đối thủ. Thưa quý vị, sáng ngày 12 tháng 7, kỳ họp thứ 14, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10 tiếp tục chương trình làm việc, tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn dưới sự điều hành của ông Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh bà nguyễn đại thi phó chủ tịch thường trực hội đồng nhân dân tỉnh ông nguyễn thanh phong phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh mở đầu phiên chất vấn các đại biểu đã tập trung làm rõ nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trong công tác quản lý nhà nước về hệ thống kênh tiêu thủy lợi trên địa bàn tỉnh tình trạng lấn chiếm kênh mương của các hộ dân cư, tình trạng bồi lắng thiếu nước vào mùa khô, không đảm bảo việc cung cấp nước tưới tiêu cho các dự án nông nghiệp, các giải pháp xử lý vấn đề trong việc xây dựng hệ thống kênh tiêu thủy lợi nhưng không phát huy được hiệu quả. Các nội dung đại biểu chất vấn tại phiên họp đã được ông Nguyễn Đình Xuân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trả lời trực tiếp tại phiên làm việc. Trong đó, thời gian tới, Sở sẽ tập trung xử lý nạo vét 49 tuyến kênh tưới, kênh tiêu trên địa bàn tỉnh, đối với vấn đề thiếu nước sạch tại một số khu vực sở đang nghiên cứu cách để cấp nước phù hợp cũng tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với nội dung liên quan tới sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các đại biểu cũng thực hiện tái chất vấn đối với nội dung kế hoạch phát triển chăn nuôi quy định mật độ chăn nuôi của địa phương việc triển khai nghị quyết của hội đồng nhân dân tỉnh quy định về khu vực không được phép chăn nuôi và dùng nuôi chim yến việc xây dựng nghị quyết của hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi vấn đề xử lý nước thải trong chăn nuôi trả lời chất vấn liên quan tới những nội dung đại biểu đã nêu ông nguyễn đình xuân giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết sở nông nghiệp và phát triển nông thôn đã phối hợp chặt chẽ với sở tài nguyên và môi trường tăng cường công tác kiểm tra hướng dẫn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật đối với các dự án chăn nuôi thuộc thẩm quyền quản lý không để phát sinh điểm nóng về môi trường trong lĩnh vực chăn nuôi đối với chăn nuôi nông hộ trong khu dân cư nếu phát hiện chi phạm các ngành chức năng sẽ tiến hành xử lý hành chính hoặc cưỡng chế di dời chăn nuôi ra khỏi khu dân cư Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch là đơn vị thứ hai được chất vấn tại phiên làm việc sáng ngày 12 tháng 7 của kỳ họp thứ 14 Hội đồng Dân tỉnh khóa 10. Các đại biểu đã chất vấn Sở về công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh. Các đại biểu đã nêu các vấn đề trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích, đề nghị Sở chức năng giải trình làm rõ. Đó là trong thời gian qua, một số di tích chưa có người chuyên môn trông coi, bảo quản thường xuyên đóng cửa. Một số di tích có nguy cơ bị lấn chiếm hoặc xâm hại. Khá nhiều di tích chưa được cắm mốc bảo vệ, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bên cạnh đó, các di tích chưa được phát huy hết giá trị văn hóa lịch sử, ít người tham quan, công tác xã hội hóa rất hạn chế. Ông Trần Anh Bình, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, đã nhìn nhận các hạn chế trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích và đã nêu ra một số nguyên nhân đó là do nguồn lực kinh phí có hạn nguồn nhân lực phục vụ công tác còn thiếu và yếu một số địa phương thiếu quan tâm sát sao trong việc quản lý di tích việc phát huy giá trị di tích cùng với công tác xã hội hóa gặp hạn chế do lợi ích kinh tế từ các di tích mang lại không cao sở văn hóa thể thao và du lịch đã đưa ra các giải pháp khắc phục các bất cập nêu trên đó là tăng cường thực hiện tốt việc phân cấp quản lý bảo vệ các di tích tiếp tục triển khai thực hiện tốt đề án tu bổ tôn tạo di tích trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác kiểm tra tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức bảo quản giữ gìn di tích cho người dân và các địa phương lĩnh vực văn hóa tiếp tục được đại biểu quan tâm chất vấn về vấn đề xây dựng đời sống văn hóa cơ sở cử tri trong tỉnh thời gian qua cũng đã quan tâm kiến nghị phản ánh đến đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh rất nhiều về những nội dung này những câu chuyện tưởng nhỏ nhưng không hề nhỏ ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày của người dân các đại biểu chất vấn ngành văn hóa về câu chuyện số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa ấp khu phố đạt danh hiệu ấp khu phố văn hóa trên địa bàn tỉnh đạt tỷ lệ rất cao nhưng nhiều nơi chưa đi vào thực chất còn tình trạng đăng ký thai bình xét dễ dàng dù tại địa phương thường xảy ra tình trạng dứt rác bừa bãi không đăng ký dịch vụ thu gom rác tình trạng người dân lấn chiếm không gian công cộng đặt biển quảng cáo buôn bán mất trật tự hoặc dựng sạp còn xảy ra phổ biến các ấp khu phố xảy ra tình trạng hát karaoke âm thanh lớn bất kể giờ giấc tình trạng mất an ninh trật tự còn xảy ra hầu như chưa có địa phương nào giải quyết triệt để được các tình trạng này Ông Trần Anh Minh, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng đã thẳng thắn thừa nhận các tồn tại bất cập trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở đúng như thực trạng các đại biểu nêu ra. Các địa phương cũng bị áp lực chỉ tiêu dẫn đến việc chạy theo thành tích trong bình xét các danh hiệu văn hóa ở cơ sở bên cạnh tình trạng nể nang, ngại trụng chạm. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện giám sát việc bình xét và công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, áp khu phố văn hóa, rút kinh nghiệm bổ sung hoàn chỉnh các tiêu chuẩn bình xét cho phù hợp, thường xuyên kiện toàn và phát huy vai trò của ban chỉ đạo các cấp, các tổ dân cư tự quản ở địa phương và một số giải pháp khác từ cơ sở. Chuyển sang phần tin trong nước, Thưa quý vị, liên quan đến bệnh bạch hầu, mới đây, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, thành phố có ca mắc bệnh bạch hầu là tin đồn thất thiệt. Đến thời điểm này, Thành phố Hồ Chí Minh chưa ghi nhận có ca mắc bệnh bạch hầu nào và người dân không nên quá hoang mang. Tuy nhiên, Trung tâm Kiểm soát bệnh thành phố cũng cho biết, nguy cơ lan truyền bệnh bạch hầu đến Thành phố Hồ Chí Minh là có thể xảy ra do thành phố có mật độ dân cư đông đúc, giao thông thuận lợi và thường xuyên đón du khách, người lao động từ các tỉnh khác tới. Tuy nhiên, người dân có thể chủ động phòng chống bệnh bằng cách tiêm chủng. Tỷ lệ miễn dịch cộng đồng càng cao, khả năng mắc và lây lan bệnh càng thấp. Đây là bệnh truyền nhiễm có vaccine phòng ngừa và thuốc điều trị đặc hiệu. Người dân không để tâm lý hoang mang, không tự ý tiêm chủng vaccine bạch hầu khi chưa có hướng dẫn. Đó là khuyến cáo được Bộ Y tế mới đưa ra liên quan đến bệnh bạch hầu đang xảy ra ở một số địa phương bộ y tế cũng cho biết thêm hiện nay đã có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu cho bệnh do bệnh vẫn chưa được loại trừ ở việt nam việc tiêm vaccine phòng bệnh là biện pháp phòng ngừa quan trọng và hiệu quả nhất tuy nhiên việc bổ sung liều vaccine cần dựa trên tình hình dịch tễ học cụ thể của từng quốc gia và đánh giá nguy cơ mắc bệnh thưa quý vị tại kỳ họp quốc hội vừa qua trong dự thảo luật đường bộ được đưa ra lấy ý kiến một số đại biểu quốc hội đã cho rằng nội dung quy định đối với loại hình kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng còn chưa hợp lý ví dụ như trường hợp mỗi chuyến xe hợp đồng chỉ được chở một hành khách hoặc là một nhóm khách duy nhất nội dung này cũng nhận được sự quan tâm của dư luận khi loại hình xe ghép xe tiện chuyến vốn đang được người dân chọn lựa sử dụng xe ghép xe tiện chuyến loại hình vận tải hành khách được nhiều người dân lựa chọn sử dụng trong vài năm trở lại đây với những ưu thế hơn so với phương thức di chuyển đường dài truyền thống là xe khách đón đưa tận nơi không mất phụ phí di chuyển do chất linh hoạt chi phí thỏa thuận thực tế là đã có rất nhiều người từng làm nghề lái taxi xe khách đường dài thậm chí đang làm công nhân cũng chuyển sang công việc lái thuê cho các ông chủ xe ghép hoặc là tự sắm xe làm dịch vụ loại hình này phát triển tự phát và mạnh khiến cơ quan chức năng khó kiểm soát giống như loại hình phương tiện kinh doanh vận tải hành khách. Điều này dẫn đến sự không công bằng trong cạnh tranh khi kinh doanh. Ông Nguyễn Công Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam nói. Ở đây phải xăng phẳng với nhau một điều kinh doanh là phải cạnh tranh bằng chất lượng dịch vụ. Nhưng cái nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm tương đồng như nhau. Ông xe tuyến cố định thì phải xé vé, mà vé người ta kê khai thuế thu trên cái doanh thu một ông xe hợp đồng thì đặt chỗ trên mạng cơ sở đấy đồng cục thuế lấy cái gì để vào cơ sở đấy tiến sĩ phan lê bình chuyên gia giao thông nhận định xem xét là cấm không cho kinh doanh các loại hình này thì cực kỳ khó vì chúng ta thấy nó phần nào đáp ứng cái nhu cầu đi lại của người dân vì nó là cái loại hình mới vừa mới phát sinh trong xã hội thì các công cụ, cụ quản lý nhà nước phải phát triển cho phù hợp với nó, có được cái hành lang pháp lý mới để chúng ta quản lý chứ không phải là không quản lý được nên chúng ta đơn giản nhất là cấm xe ghép hiện vẫn không bị ràng buộc nhiều về mặt cơ chế chính sách nên đang có xu hướng lấn át loại hình kinh doanh vận tải truyền thống chính vì vậy cái khó nhất của các cơ quan quản lý nhà nước hiện nay chính là việc đưa ra được một quy định chung thống nhất vừa tạo được sự bình đẳng nhưng vẫn thúc đẩy sự phát triển của các loại hình vận tải hành khách phục vụ nhu cầu di chuyển của người dân một cách hiệu quả an toàn Thưa quý vị, sản xuất xanh đang ngày càng phổ biến với nhiều doanh nghiệp trong nước. Dù có nhiều khó khăn, song đến nay, những doanh nghiệp sản xuất xanh đang chứng tỏ hiệu quả và giá trị của sản phẩm làm ra. Thông qua việc ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn, tái sử dụng nước hay sử dụng năng lượng tái tạo, doanh nghiệp sản xuất xanh đang cho thấy nỗ lực không ngừng trên con đường phát triển bền vững và đến gần với người tiêu dùng. Ông Nguyễn Thế Tân, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Trà Tâm Lan, cho biết. ngay từ những ngày đầu tiên chúng tôi đã áp dụng cái quy trình ISO hoặc là đã hướng đến cái nhà máy hiện tại thì chúng tôi đã xây dựng được cái nhà máy sản xuất cái thực phẩm bảo vệ sức khỏe đạt cái chuẩn GMP theo cái của quốc tế cũng như là ở trong nước. Còn cái nguồn nguyên liệu thì chúng tôi sản xuất một cái nguồn liệu cách tự nhiên bằng những cái vườn nguyên liệu chúng tôi trồng thì chúng tôi cũng đang hướng về cái việc mà kinh tế tuần hàng không chỉ đòi hỏi sản phẩm sản xuất từ các nguyên liệu tự nhiên an toàn với sức khỏe, người tiêu dùng còn quan tâm đến cả tính bền vững thân thiện cho môi trường. Nhiều doanh nghiệp còn nhanh chóng ứng dụng các mô hình sản xuất xanh như sử dụng điện mặt trời, tái sử dụng nước, sử dụng sản phẩm tái chế, góp phần tạo chỗ đứng vững chắc cho sản phẩm trên thị trường. Sản xuất xanh không còn là khái niệm mà đã được các doanh nghiệp cụ thể hóa bằng những mô hình sản xuất linh hoạt phù hợp với thực tiễn mang lại giá trị cụ thể tuy nhiên việc này không chỉ mất thời gian quá trình chuẩn bị dài mà còn đòi hỏi doanh nghiệp phải có quyết tâm cao đặt lợi ích của người tiêu dùng của cộng đồng lên trên hết đặc biệt chi phí đầu tư rất lớn là thách thức của hầu hết doanh nghiệp việt khi muốn xanh hóa sản xuất ông bùi phước hòa chuyên gia dự án hàng việt nam cnc chuẩn hội nhập nói doanh nghiệp cần phải là có thật nhiều gọi là tài chính để mà đầu tư ban đầu. Bởi vì cái cái, cái phần mà để mà thu hồi vốn là rất là chậm. Mà nếu mà không có sự hỗ trợ đơn giản nhất là tôi thấy là ví dụ nhà nước có thể hỗ trợ cái gì nhất là miễn thuế hoặc là giảm thuế thật nhiều cho những doanh nghiệp mà làm về cái định hướng xanh, có cái sự giảm phát thải. Để hành trình xanh hóa của doanh nghiệp không đơn độc, rất cần sự hỗ trợ kịp thời của nhà nước, qua đó vừa khuyến khích doanh nghiệp vừa góp phần tạo nên những giá trị bền vững cho hàng hóa sản xuất trong nước. Thưa quý vị, ngày 11 tháng 7, bên lề hội nghị thượng đỉnh tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đang diễn ra ở thủ đô Washington, Mỹ, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã gặp các nhà lãnh đạo từ bốn quốc gia trong khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương là đối tác liên minh này, bao gồm Australia, Nhật Bản, New Zealand và Hàn Quốc. Cuộc gặp nhằm khởi động các sáng kiến chung nhằm tăng cường hợp tác trước các thách thức an ninh. Các sáng kiến trên có liên quan tới Ukraine, trí tuệ nhân tạo, thông tin sai lệch và an ninh mạng. Trong hai năm qua, bốn nước trên đều được mời tham gia hội nghị thường tỉnh NATO, tại cuộc gặp riêng rẽ với hai nhà lãnh đạo Nhật Bản và Hàn Quốc trước thềm cuộc họp chung, ông Stoltenberg đã đánh giá cao quan hệ đối tác với NATO của cả Nhật Bản và Hàn Quốc, đồng thời bày tỏ mong muốn củng cố các mối quan hệ này trong tương lai. Ngày 11 tháng 7, cơ quan năng lượng quốc tế đã hạ dự báo nhu cầu dầu mỏ của năm 2024 và 2025, trong bối cảnh nhu cầu dầu mỏ toàn cầu đang chững lại, với Trung Quốc động lực chính cho tăng trưởng trong nhiều năm qua cũng ghi nhận sự sụt giảm. Trong báo cáo, IAEA, tổ chức có trụ sở tại Paris, cho biết nhu cầu dầu mỏ chỉ tăng 710.000 thùng một ngày trong quý II, mức tăng chậm nhất trong hơn một năm qua. IAEA lưu ý tiêu thụ dầu mỏ tại Trung Quốc, vốn là động lực chính cho tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu, đã giảm cả trong tháng 4 và tháng 5. Theo Bộ Luật Lao động Mỹ, trong tháng 6, chỉ số giá tiêu dùng CPI của Mỹ tổng thể giảm 0,1% so với tháng trước đó và là lần giảm đầu tiên kể từ tháng 5 năm 2020. Nếu so với cùng kỳ năm ngoái, CPI trong tháng 6 tăng 3%, thấp hơn so với dự báo trước đó của giới phân tích là 3,1% và cũng là bước tăng theo năm thấp nhất kể từ năm 2021. Trong khi đó, nếu không bao gồm giá năng lượng và lương thực, thực phẩm, chỉ số CPI lõi tăng 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức tăng yếu nhất kể từ tháng 4 năm 2021. Kênh truyền hình nổi tiếng của Mỹ CNN đã cắt giảm khoảng 100 việc làm và có kế hoạch ra mắt các gói đăng ký kỹ thuật số đầu tiên trước cuối năm nay nhằm định hình lại hoạt động kinh doanh của mình. Các sản phẩm kỹ thuật số của CNN chủ yếu tập trung vào các bài viết dạng căn bản, đồng thời sẽ có sự thay đổi để cung cấp nhiều nội dung video hơn. CNN cũng sẽ lưu ý nhiều hơn đến trí tuệ nhân tạo và sẽ xem xét cách thức sử dụng công nghệ này như một cách an toàn để phục vụ khán giả của mình. Apple sẽ mở hệ thống thanh toán di động chạm cho các đối thủ cạnh tranh, chấm dứt cuộc điều tra kéo dài 4 năm của Liên minh châu Âu-EU có thể dẫn đến khoản phạt nặng cho nhà sản xuất iPhone. Theo thỏa thuận, với EU, việc Apple mở hệ thống thanh toán di động chạm sẽ có hiệu lực trong 10 năm. Hiện có hơn 3.000 ngân hàng và nhà phát hành tại châu Âu đang cung cấp dịch vụ Apple Pay. EU hoan nghênh quyết định của Apple cho rằng từ nay trở đi, các đối thủ sẽ có thể cạnh tranh hiệu quả với Apple Pay trong lĩnh vực thanh toán di động bằng iPhone tại các cửa hàng. Nhờ vậy, người tiêu dùng sẽ có nhiều lựa chọn ví di động an toàn và sáng tạo hơn. Bản tin thời sự buổi trưa của Đài Phát Thanh và truyền hình Tây Ninh đến đây xin được khép lại chương trình do biên tập viên mỹ tuyền phát thanh viên như thảo mạnh tiến kỹ thuật viên kim chi thực hiện hẹn gặp lại quý tính giả trong các chương trình tiếp theo thân mến chào tạm biệt